đi bà. Chào mừng đến với buổi ra mắt phát minh mới nhất của tôi, đó là robot bảo vệ. Đây là mẫu robot hiện đại nhất, không những có thể khống chế kẻ xấu trong nháy mắt mà còn có thể đoán trước ai sắp phạm tội để ngăn chặn kịp thời nữa đó. Cơ hội đây rồi. Cảm ơn các bạn, nhờ mọi người mà tôi đã học được bài học về tinh thần đồng đội. Dù có mạnh tới đâu, không ai có thể thành công một mình được cả. Đúng rồi đó. Quà ơi quà, bao lớn nhanh để tao thu hoạch nhanh. Tiền về nhanh nào, la 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 la. Trời ơi, mùi gì mà khó chịu dữ vậy bác? Mùi thuốc hóa học thôi mà, mấy đứa làm gì ghê vậy? Thôi, đi chỗ khác chơi đi, mấy nhóc phiền quá. Đi thôi các bạn, những người tham lam rồi sẽ lãnh hậu quả thôi. Xì, bọn nhỏ này nhiều chuyện. Bác nông dân làm như vậy là không đúng đâu. Vì ngoài chợ đen có rất nhiều hóa chất độc hại chưa rõ thành phần, có thể gây tác hại không lường trước được. Ây da, sao khó chịu dữ vậy nè. Xin chào Tai To. Chào buổi sáng. Tối hôm qua, mấy bạn có nghe mấy âm thanh kỳ lạ từ nhà bác nông dân không? Có. Nghe giống như là có con gì sổng chuồng vậy á. Chạy đi. Hả? Chuyện gì vậy? Trời ơi, đây có phải là bác nông dân không vậy? Chạy đi các bạn ơi, hình như bác nông dân bị biến thành xác sống. Quái vật gì rồi? Sợ quá à. Không biết làm sao mà lại ra đến nông nỗi này nữa. Chắc là do thuốc hóa học đã ngấm nhiều người bác rồi đó. Mau chạy ra nhà mình đi. Mau chặn cửa lại. Cẩn thận, cô thanh xuống mấy đứa. Hả? Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Tôi đang ở đâu đây? Nè, anh coi đi. Sử dụng chất hóa học bậy bạ rồi tự hít vô nên biến thành vậy nè. Tôi mà không tới kịp á, không biết hậu quả sẽ ra sao nữa. Trời ơi, không ngờ cớ sự lại thành ra như vậy. Thiệt xin lỗi mọi người lắm. Sau này á, tôi sẽ phải dùng những cách tự nhiên để nuôi trồng, bỏ hẳn ba cái chất hóa học vừa hại môi trường, hại người dùng, hại cả người đứng phun nữa chứ. Bác nhớ đó nha, không thôi là mốt biến thành quái vật nữa đó cho coi. Trời ơi anh ơi, ngọn đèn hải đăng chỉ đường đã mất tiêu rồi. Không có chỉ đường thì làm sao qua được đá bay nguy hiểm này? Có dừng. Đưa cho ba cái kìm. Dạ. Ồ, chú khẩn cấp kìa ba. Alo, tôi nghe đây. Vừa có một vụ tai nạn nghiêm trọng do va chạm với thiên thạch. Nguyên nhân là do đèn hải đăng vũ trụ không hoạt động. Mong anh có thể ghé sang kiểm tra để tránh những vụ tai nạn đáng tiếc khác. Đã rõ, tôi sẽ qua kiểm tra liền. Cậu đi với ba luôn nha, hai người thì luôn tốt hơn một người mà. Dạ. Đúng có biết không,
Trong hải đăng có một chú đom đóm dùng ngọn đèn sáng của mình để rọi đường cho tàu thuyền tránh những khúc nguy hiểm khi trời tối. Nếu hải đăng bị trục trặc thì thiệt là nguy hiểm lắm đó con. Vậy mình tới nhanh nhanh đi ba, có khi lúc này đang có tàu ngoài kia gặp nguy hiểm đó. Đúng rồi, tăng tốc thôi. Xin chào. Đi anh ơi, sao lại ngủ cò cò trong giờ làm việc vậy nè? Cái gì mà kêu, để tôi ngồi tiếp đi. Trời đánh cũng đánh lúc ngủ đó nha. Nhưng mà đang trong giờ làm việc chứ bộ. Tôi bị bệnh mấy bữa nay không phát sáng được, nên không ngủ thì biết làm gì. Hả, sao anh lại không thông báo để được nghỉ chữa bệnh? Tại bệnh của tôi nặng lắm, không có chữa được đâu. Tụi tôi không biết tình hình của anh nặng như vậy, nhưng không biết anh bị bệnh gì vậy. Bệnh là biến. Thôi, tôi ngủ tiếp đây. Cấp cứu, đây là tàu vũ trụ cần tiếp cận trái đất. Mong hải đăng từ trái đất soi đường. Đúng, đưa cho ba cái đèn pin siêu sáng để ba rọi qua thấu kính, không cần cái tên lười biếng này nữa. Dạ. Cảm ơn hải đăng trái đất, chúng tôi đã vượt qua được vùng đá nguy hiểm. Mấy anh làm thật hả? Bỏ cái đèn pin đó đi. Tôi mất việc thiệt đó, mà mất việc là chết đói chắc luôn. Chính xác, đừng tưởng mình đặc biệt mà đâm ra làm biếng. Tài giỏi đến đâu cũng có thể thay thế được hết. Nhất là cái người lười biếng như anh thì càng phải thay thế thôi. Tôi hiểu rồi. Anh biết như vậy là được rồi. Tôi tặng cho anh luôn cái đèn pin này, để bữa nào mệt mỏi có cái mà dùng. Chỉ cần anh hứa không lười biếng nữa là được rồi. Tôi xin hứa, từ nay siêng năng làm việc. Nếu còn lười biếng nữa thì sẽ tự cuốn xéo khỏi đây luôn. Để không về kể chuyện này cho bạn muộn bữa nghe nha. Bạn đó cũng hay làm biến lắm đó ba. Tết đến rồi, về nhà rất vui. Mẹ mua áo mới, đông xinh đẹp nhiều. Ngày xuân, đông xe đi thăm ông bà. Đẹp quá. Con thích bộ nào? Kìa mẹ ơi. Đâu con? Bộ này mắc lắm con. Nhưng đẹp mà mẹ. Nhưng mà mắc lắm con à. Cả tháng lương của mẹ lận đó. Con muốn bộ này. Bộ này thôi. Thôi được rồi, nếu con muốn thì mẹ sẽ mua cho con. Hai bạn thấy đồ của mình mặc đẹp không? Mới mua luôn đó. Ôi, đẹp quá. Đẹp như vậy chắc mắc tiền lắm. Một tháng lương của mẹ mình luôn đó. Mẹ đốm thương đốm quá à. Sao đốm không giặt rồi hãy mặc? Thôi, hai bạn chơi gì cho mình chơi với. Mình đang thổi bong bóng, lại đi chơi đi đốm. Mình lại liền. Bình dưới tay to bụng bự ơi. Có chuyện gì đó? Sao vậy đó? Tự dưng bọn đồ nặng chịu bám sát người mình, mình không nhúc nhích được nè. Sao lại như vậy? Là chiếc áo của bạn cười đó đó hả? Đúng rồi, sao nó lại cười đó hả? Thì ta thấy hắn di chuyển không có được, cứ đứng yên một chỗ hoài thì ta vui ta cười chứ sao. Sao người phá bạn đốm của ta hả? Vì ta là áo đẹp nên ta có quyền, muốn làm gì cũng được. Người thật là quá đáng. Ai bảo hắn không biết yêu thương cha mẹ. Tết thôi mà, mặc đồ mới là được rồi. Đói phải mua cho bằng được áo hiệu này nọ, bắt ta ra ngoài đường đầy bụi hôi hám như thế này. Ha xì, làm ta nhảy mũ luôn nè. Ta phải làm sao thì áo mới tay cho ta? Về giặt ta cho sạch sẽ, thơm tho, ta tha cho. Ta biết rồi. Sau này mà còn ham áo đẹp, mắc tiền chứ làm khổ cha mẹ nữa, ta sẽ xiết cho người hết thở luôn. Ta biết lỗi rồi mẹ. Sau này ta sẽ không mè nheo, không nhõng nhẽo mẹ mua quần áo nữa đâu.
thôi mình chơi tiếp đi. Ừ, được đó. Không được, chơi cái đó tại giờ hết. Vậy thôi, tụi mình nhảy lò cò. Được đó. Không được, nhảy lò cò, đổ mồ hôi ta ướt hết. Sao cái gì cũng không được hết vậy? Vì ta đẹp, ta có huyền chảnh. Mặc áo đẹp mà mệt như vậy thì không có thèm đâu. Nhật vui vẻ. Cảm ơn các con. Cảnh đẹp quá. Mùa này hoa nở đẹp quá ha. Ừ, đẹp thiệt đó. Nhưng không đẹp bằng vườn nhà mình. Vườn nhà mình mùa này cả lá xanh muốt, củ nào củ nấy bự ơi là bự luôn. Xí, sao bằng nhà mình được. Nhà mình mùa này hoa muốt nở tím cả vườn, đẹp ơi là đẹp. Nhà mình có đủ hết. Ba mình trồng rất nhiều hoa. Ngày nào mình về cũng hái cho mẹ một bó để cắm. Đẹp lắm. Trong vườn nhà mình có một ao cá rất lớn. Chiều chiều mình và ba ra ao câu cá về nướng ăn. Ngon ơi là ngon. Trước nhà mình thì ba mình trồng rất nhiều me. Mùa này me chín vốt ăn. Thì trước nhà của đốm có gì nè? Ờ, nhà mình... Bạn quên rồi sao Tai To? Vườn nhà đốm đâu có gì ăn được đâu. Đúng rồi, leo leo. Leo 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 leo. Đốm, con nhìn nè. Quà của con với ba trồng trước nhà đẹp chưa? Không đẹp tí nào hết. Hôm nay con sao vậy? Sao vườn nhà mình ba không trồng cây gì ăn được hết vậy? Làm con bị các bạn cười. Con trai, sao con lại nói như vậy? Trước đây ba con đã trồng cho con rất nhiều cây trái mà. Ba dặn con trông coi chúng, tưới cho chúng. Đốm, ba vừa mới trồng xong cho con một vườn cây. Con phải chăm sóc cho nó mỗi ngày, tưới nước cho nó, nghe chưa? Cây cao cây lớn cây xanh lòng mình quá vui. Cây ơi sau này mau lớn để ta được nhờ. Ôi sao hôm nay không ai tưới nước cho chúng ta? Ôi khát nước quá, khát quá đi mất. Rồi sao nữa hả đớm? Dạ con không chăm chúng nên chúng nở. Con à, nếu con chỉ trồng cây mà không chịu bón phân, tưới nước thì nó sẽ chết. Nếu bỏ cuộc giữa chừng thì ba chắc chắn là con chẳng bao giờ có được kết quả như mong muốn đâu. Dạ, con biết rồi mẹ. Sau này làm bất cứ việc gì con cũng sẽ cố gắng đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc. Con trai ngoan, con hiểu được như vậy thì mẹ rất là vui. Không có thèm đâu. Nhật vui vẻ. Cảm ơn các con. Quánh tù xì, quánh tù xì. Wow, táo ngon quá à. Một trái, hai trái, ba trái, bốn trái. Wow, nhiều quá trời luôn. Wow, táo ngọt quá. Tao ta ăn thử đi. Ủa, sao táo chưa rửa mà đốm đã ăn rồi? Không sao đâu, đốm phủ sơ sơ rồi mà. Tao ta ăn thử đi nè. Thôi, mình không ăn đâu. Mình sợ bị đau bụng lắm. Mẹ mình dặn, ăn trái cây là phải rửa sạch. Để mình ăn cho, tài to cái gì cũng sợ. Táo ngon như vậy Tai To không ăn thiệt là ổn. Hay là để mình ăn phần của Tai To luôn nha. Không, mấy bạn cứ ăn đi. Mình chờ rửa sạch xong mới ăn.
đúng là con gái. Đốt vào bụng bự ơi, ăn kem nè. Kem ngon quá à. Đốt vào bụng bự đi rửa tay đi đã. Nãy giờ chơi ném banh, tay dơ hết rồi. Không sao đâu, giờ có chút xíu thôi à. Tụi mình mà đi rửa tay xong á thì kem chảy hết. Đúng rồi đó, đi rửa tay xong thì kem chảy hết. Hôm nay vừa được ăn táo, vừa được ăn kem, thích ơi là thích. Đau bụng quá. Đau bụng quá. Con bị sao vậy Đốm? Con đau bụng quá mẹ ơi. Ngày hôm nay con có ăn lung tung gì ở bên ngoài không vậy? Dạ, con có ăn táo và ăn kem. Thôi ngồi dậy, mẹ đưa con đi khám bác sĩ. À, đau bụng quá. Con đau bụng quá mẹ ơi. Vậy là bạn cũng bị đau bụng giống mình hả? Không những bị đau bụng mà mình còn bị đau mắt nữa nè. Ủa, sao bạn lại bị đau mắt? Bác sĩ nói là do tay mình dơ mà còn dựa vô mắt đó. Bởi vậy, sau này hai đứa mình á phải nhớ rửa tay thật sạch trước khi ăn nha. Đốm với bụng bự ăn bánh nè. Công nhận mẹ của Đốm làm bánh ngon ơi là ngon luôn. Ủa, Đốm với bụng bự chạy đi đâu vậy? Phải rửa tay trước khi ăn. Nobita đúng là hậu đậu mà, lúc nào cũng bên trước bên sau. Đốm ơi, xuống ăn cơm con. Dạ. Yeah. Nhớ tắt tivi nha. Dạ. Yeah. Ủa, Đốm, sao con không tắt tivi? Dạ, con quên, con chạy lên tắt liền đấy ạ. Mình nhớ rõ ràng là để trên bàn mà. Chỉ nhớ ơi là chỉ nhớ. Đốm, xong chưa con? Kiểu này chơi nhanh, tới lượt kiếm sao vậy? Đốm, không rửa tay hả? Dạ, con quên. Hôm nay Đốm không mời ba mẹ ăn cơm hay sao? Dạ, con quên. Mời ba mẹ ăn cơm ạ. Nhớ đội nón nha con. Dạ. Mệt quá. Uống miếng nước đã. Các em chuẩn bị dở bài tập để cô kiểm tra. Bài tập ở nhà rồi. Mời bạn Đốm lên kiểm tra bài tập. Thưa mẹ, con đi học mới về. Sao hôm nay nhìn con buồn vậy? Rồi con vân vơ bài tập ở nhà. Dạo này chỉ nhớ con có đi lạc hoài. Mẹ hiểu rồi. Đi lạc thì mình phải tìm cách quản lý con à. Trí não mà nhồi nhét nhiều quá thì cũng hay quên mà. Dạ, vậy có cách nào để con không quên nữa không mẹ? Mấy hôm nay á con cứ quên hoài à mẹ. Theo mẹ đó thì con phải thường xuyên uống sữa nè. Tập thói quen ghi ra giấy các việc quan trọng nữa. Dạ, con biết rồi, cảm ơn mẹ. Thôi, con cất cặp rồi đi uống sữa đi. Dạ. Mẹ có để ly sữa đậu nành ở dưới bếp đó. Ly sữa trên bàn phải không mẹ? Đúng rồi đó con.
À, con cho thêm đường vào rồi uống nha. Dạ. Sao vậy con? Con bỏ nhầm muối rồi mẹ. Mình vừa được ba cho chiếc đồng hồ mới nè. Có gì hay chứ, mình cũng có đây nè. Lại đây, mình sẽ cho bạn thấy sự khác biệt. Mình muốn có tốc độ chạy thiệt nhanh, nhanh hơn cả tay to. Bạn chạy thi với mình nha. Bụng bự làm trọng tài. Xuất phát. Sao hôm nay bạn chạy nhanh vậy? Mình đã nhờ đồng hồ thần kỳ này nè. Thích không? Như vậy là ăn gian đó nha. Mình đền bù mấy bạn thật nhiều món ngon nha. Mình muốn một cái bánh kem thiệt bự. Hả? À không, mình chỉ muốn cái bánh vừa đủ để tụi mình ăn thôi. Còn mình thích một chiếc nơ đẹp để ngày mai đi thi hát. Mình biết cái này hay lắm nè. Bụng bự lại gần mình đi. Khoan đổi thân thả. À, mình chơi trò đánh người đi. Bác ơi bác, bác đoán xem đâu là bụng bự, đâu là đốm đi bác. Trời ơi, cái bụng, cái mông tròn ỉn kia chắc chắn là bụng bự rồi. Đang ngoe ngoải cái đuôi đó, chính là đốm. Bác lộn rồi, bạn đốm đây nè. Ơ, à, mấy đứa lại nghịch đồ chơi mới, rồi lừa mẹ phải không? Đố bác, đâu là bạn đốm, đâu là bạn bụng bự? Đây chính là bụng bự, còn bên kia là đốm. Ơ, sao có hay vậy? Tại vì ba nhìn thấy đồng hồ của đốm và nón của bụng bự kìa. Mấy đứa đổi lại rồi vô bàn ăn cơm đây nè. Hôm nay bác nấu mấy món ngon lắm. Dạ. Đúng là chiếc đồng hồ giúp ta thật vui. La 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 la. Chán quá, chán quá. Không có gì vui hết á. Nhưng biết làm gì bây giờ? Mình có chỗ nào khác để khám phá không ta? Chỗ này đi hết trơn rồi. Để mình suy nghĩ. Có rồi. Wow. Ôi, phòng nghiên cứu của ba đốm thật là bự. Ôi, có cá nữa nè. Ừ, mà sao hồ cá lại không có nước? Ủa, sao mà hoa mà biết nhảy múa nữa kìa? Lạ ghê. Mấy bạn thấy thích không? Hơi lạ, nhưng mà... Nhưng sao? Nhưng không lẽ đốm dẫn hai tụi mình đến đây chỉ để xem cái phòng nghiên cứu của ba đốm thôi sao? Đúng rồi đó. Tất nhiên là không phải như vậy rồi. Đây rồi. Đâu? Cho mình coi với. Công thức chế tạo.
Hay bạn làm theo công thức đó xem như thế nào. Để mình thử. Hình như sắp được rồi đó. Nhưng đâu có thơm đâu. Chưa xong, còn một thứ nữa. Còn thứ này nữa. Ôi, thơm quá. Cho mình thử với. Mình nữa. Ba về rồi nè Đốm. Đốm ơi, con đâu rồi? Ba đứa đang làm gì vậy? Con. Có phải lại phá đồ của ba phải không? Dạ tụi con. Các con có biết tự vào phòng người khác mà không xin phép là bất lịch sự lắm không? Dạ, tụi con xin lỗi ba. Còn thêm quậy phá đồ đạc mà mình không biết sử dụng là cực kỳ nguy hiểm. Dạ, tại bạn Đốm nơi. Cả ba đều có lỗi nên không cần đổ lỗi cho nhau làm gì. Bác phạt hết cả ba cho bỏ tật phá đồ đạc nguy hiểm. Con xin lỗi. Mình và bà con có một món quà bất ngờ dành tặng cho bạn. Hả? Quà gì vậy?
bạn sẽ biết ngay thôi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. À, thích quá. Wow, hay quá, mình rất thích. Cảm ơn hai bạn nhiều. Mà con đánh đàn hay quá. Bạn học từ khi nào vậy? Mình học được gần 3 tháng rồi. 3 tháng mà biết đánh đàn? Vậy đánh đàn có dễ học không? Nếu thật sự thích thì mình sẽ làm được. Ba mẹ ơi, con muốn học đánh đàn. Sao tự nhiên Đốm lại muốn học đánh đàn vậy? Con đi sinh nhật bụng bự, bọn con đánh đàn guitar hay lắm, con rất thích. À, như vậy sao? Vậy Đốm muốn học đàn guitar luôn à? Dạ, con muốn đánh guitar giỏi như bạn bò con. Vậy Đốm có biết học đàn rất khó không? Dạ, bò con nói chỉ cần mình thích là mình sẽ làm được. Thôi được rồi, ba mẹ sẽ mua cho Đốm một cây guitar. Yeah, thích quá. Chỉ sợ con không kiên nhẫn thôi. Không đâu mẹ. Mẹ đi văng, ta siêng năng tập đàn, đi à. Trời ơi, cái này là con đang quánh đàn, chứ con đâu có đánh đàn đâu. Phải học từ cơ bản chứ con. Cơ bản là sao vậy mẹ? Có nghĩa là bắt đầu từ từng nốt nhạc, đồ, rê, mi, pha, sôn. Hả? Chỉ từng nốt hả? Không phải cả bài hả mẹ? Không phải, bây giờ con hãy chịu khó bắt đầu với từng nốt nhạc nha. Dạ, để con thử. Đồ mi mi, đồ rê, pha pha rê. Trời ơi, mệt quá. Sao mà chán vậy nè? Thôi, mình ra ngoài rủ các bạn đi chơi thôi. Chỉ sợ con không kiên nhẫn thôi. Không được, mình phải cố gắng, không được phụ lòng ba mẹ. Mi mi mi, mi mi mi, mi son đồ rê mi. Ao, đau tay quá. Ba mẹ ơi, nhìn nè, tay Đốm sưng hết rồi, đau quá, Đốm muốn học đàn nữa đâu. Ủa, ba mẹ cứ tưởng là Đốm đã biết học đàn guitar sẽ rất đau tay rồi đó chứ. Nhưng đau tay lắm ba mẹ, Đốm không làm được. Nhưng rồi Đốm sẽ quen thôi. Toàn là đồ rê mi, còn lâu lắm Đốm mới đánh đàn được. Thôi được rồi, tạm thời ba sẽ mang cây đàn này đi cất. Sau này khi nào Đốm muốn học thì ba sẽ lấy ra nha. Từ nay Đốm sẽ suy nghĩ kỹ hơn và không vội vàng đòi mua. Phiền anh chị cho em gửi bụng bự ở đây 2 ngày. Chị cứ an tâm đi. Bụng bự ở nhà bác ngoan nha con. Dạ, tạm biệt mẹ. Nè, mình được ở chơi nhà bạn 2 ngày á Đốm. Bụng bự ở nhà mình hả? Vì ba mẹ mình đi công tác xa nên gửi mình ở đây. À, vui quá. Mà
thôi. Cho mình đọc chút thôi. Đã nói không là không, chuyện của ai? Đớm à, con như vậy là không được đâu. Bụng bự là bạn thân của con mà. Là bạn thân thì phải chia sẻ với nhau chứ. Dạ, dạ. Sau này lỡ như ba mẹ đi công tác xa thì sao? Dạ, con hiểu rồi mẹ. Hiểu rồi thì sao nè? Bụng bự ơi, mình cho bạn mượn chuyện đọc nè. Nè, cái này chúng ta cần tách hộp. Trời, bó tay giống con. Đốm ơi, mẹ đi chợ, con ở nhà giúp mẹ nhổ cỏ và lau nhà nha. Dạ. Ôi dạ, con gà này ở đâu ra vậy nè? Chủ nhân, chủ nhân, đừng sợ, đừng sợ, tôi là gà thần, xin mời chủ nhân ra lệnh. Gà, gà thần? Đúng rồi, tôi là gà thần, xin mời chủ nhân ra lệnh. Ra lệnh, ra lệnh việc gì? Việc gì cũng được, việc gì tôi cũng có thể làm hết á. Vậy, bạn thử biến mất coi. Biến mất, biến mất. Hay quá, biến mất rồi. Gà thần, mau hiện ra. Ê, vui quá, vậy là mình đã có một chú gà thần rồi. La la la. Gà thần, mau lau dọn nhà cho ta. Dạ. Lau dọn nhà, lau dọn nhà. Tuyệt quá. Nấu ăn, nấu ăn. Ngon quá. Dọn cỏ, dọn cỏ. Tưới nước, tưới nước. Bài tập hôm nay khó quá. À, quá, đúng rồi. Gà thần, hãy làm bài tập giúp ta. Không được, không được. Bài tập thì chủ nhân phải tự làm. Nhưng ta ra lệnh. Không được, không được. Người dám cãi lời chủ nhân hả? Chủ nhân thiệt là lười biếng. Ta không ở đây nữa đâu. Đớm, đớm. Gà thần. Gà thần. Gà thần nào con? May quá, chỉ là mơ. Mẹ ơi, con không dám thừa biến nữa đâu. Dậy đi con. Ba mẹ có việc phải đi sớm. Con nhớ khóa cửa cẩn thận nha. Dạ.
Chỉ một phút thôi, bữa nay lớp mình đi tham quan trang trại chứ đâu có đi học đâu. Bỏ lỡ chuyến tham quan trang trại dòng rau của cả lớp. Mình làm rơi chìa khóa rồi, giờ chỉ có nước chờ ba mẹ về thôi. Trang trại đẹp tuyệt vời luôn. Nhất định tớ sẽ quay lại đó. Tất cả cũng chỉ từ mình ngủ nướng. Để trẻ một thứ là trẻ hết cái thứ khác. Đòn là món gì ạ? Tại sao con lại hỏi vậy? À, chuyện là như vậy nè mẹ. Con có muốn ăn đòn không? Mẹ ơi, đòn là món gì ạ? À, hóa ra là vậy. Đòn có ngon không? Khi nào mẹ cho con ăn đòn thử nha. Hay là như vậy, bây giờ đốm tự đi tìm hiểu xem đòn là món gì. Và nếu đốm vẫn muốn ăn đòn thì mẹ sẽ cho đốm ăn đòn. Mẹ hứa nha. Mẹ hứa. Bạn có biết đòn là món gì không? Mình đã ăn rất nhiều món rồi, nhưng chưa bao giờ mình được ăn đòn hết á. Đến bạn mà cũng không biết nữa, thật là chán quá à. Nhưng bạn có chắc là mình không nghe nhầm không vậy? Chắc mà, mình còn ghi lại nữa nè. Xin lỗi nha, mình không có giúp gì được cho bạn. Không sao, mình sẽ sang hỏi tay to. Nếu bạn được mẹ cho ăn đòn thì nhớ cho mình đăng ký nha. Sao? Bạn có biết đòn là món gì không? À, mình nhớ rồi. Mình đã từng được ăn món này rồi. Thiệt hả? Nó như thế nào? Có ngon không? Bạn ăn ở đâu vậy? Lâu lắm rồi. Một lần nhà mình đi du lịch nước ngoài, ba mẹ có cho mình ăn đòn. Ngon lắm. Ngon ra sao? Kể mình nghe đi. Ngon không thể tả được. Nó vừa đẹp mắt, vừa ngọt, vừa mát lạnh, còn thơm nữa. Sao nghe giống kem vậy? Cũng hơi giống nhưng ngon hơn nhiều. Mình cảm ơn bạn. Bây giờ mình phải về đây. Mẹ ơi, con đã về. Mẹ, con biết đòn là món gì rồi đó. Đòn là món có vị ngọt, mát và thơm, giống như kem nhưng ngon hơn nhiều. Vậy giờ con còn muốn ăn đòn không? Con muốn, con muốn. Mà ăn liền luôn hả mẹ? Tai to nói cái món đó ở nước ngoài mới có. Mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đang cho bạn thú nhờ bông ăn đòn nè. Hóa ra là vậy. Đòn không ngon chút nào. Giờ con có còn muốn ăn đòn nữa không đớm?
Bởi vậy nên ba mẹ không bao giờ muốn cho con ăn đòn. Đốm ơi, mở cửa cho mẹ. À, mẹ về rồi. À, có con sâu xanh. À, sợ quá. Khoan đã Đốm. À, để con bỏ con sâu đi. Con không muốn nghe chú sâu nói gì sao? Sâu ơi sâu, bạn có nghe mình nói không? Có. Có. À, mẹ ơi, con sâu biết nói hả? Đốm ơi Đốm, đừng bỏ mình vào bồn nước, mình không có biết bơi. Sao cháu lại trốn trong bắp cải của cô? Gia đình cháu đâu? Dạ, cháu bị lạc mẹ. Thôi, Đốm để cho sâu xanh ở lại nhà mình vài bữa nha. Bạn có chịu không? Đồng ý, đồng ý. Bạn không sợ tối nay ngủ bị Đốm đè hả? Ơ, ai nói tối nay mình ngủ với bạn? Mình chỉ quen ngủ trên cành cây thôi. Tối nay mình ngủ ở đó. Ừ, sao Đốm ngủ ngon, mai mình lại chơi tiếp. Ừ, chúc Đốm ngủ ngon nha. Nhớ mẹ quá. Sao Đốm ơi, dậy đi. Mẹ ơi, sao Đốm bị hóa đá rồi? Từ từ, con đợi một chút xem sao. Đây là sao hả mẹ? Rồi. Bướm đẻ trứng trên những lá cây, sau đó chúng nở thành những chú sâu con. Sâu con sau khi lớn lên thì sẽ nhả tơ quanh mình làm kén. Sau một thời gian, kén sẽ nở thành một chú bướm. Nhờ có Đốm và mẹ Đốm mà mình mới có thể trở thành bướm đấy. Cảm ơn Đốm nha. Nhưng bây giờ mình phải bay đi tìm mẹ của mình đây. Đốm ơi, mau vào ăn tối thôi con. Dạ, con nhào đây. Lại ăn cơm, chán chết đi được. Chơi với đồ chơi vui hơn. Mấy bạn đợi xíu. Con rửa tay chưa? Dạ, con rửa liền. Con ăn xong rồi. Đốm, con đang ăn dở dang kia mà. Nhưng con no lắm rồi mẹ ơi. Đốm, bữa trưa mẹ đã cho vào ba lô của con rồi. Nhớ ăn trưa đúng giờ nha con. Lại ăn, chán thiệt. Đốm ơi, mình với Bụng Bự tới rồi, đi học thôi. Ba mẹ ơi, con ăn xong rồi, con đi học nha. Mình thấy cậu bé Lóc Cốc đúng là một siêu anh hùng đó. Mình thấy Lóc Cốc siêu cấp đẹp trai nha. So đẹp trai thì thua xa mình. Lóc Cốc có cái bụng thua xa cái bụng to của Bụng Bự mà. Thôi, tự biết mình xấu dài rồi. Đâu có, có cái bụng to ăn đứt Lóc Cốc. Đốm đừng chọc Bụng Bự nữa. Mình ăn trưa còn ôn bài, chiều kiểm tra đó. Đốm ăn chưa xong mà. Ủa, mình thấy Đốm bỏ dở nhiều thức ăn lắm. Mẹ mình nói, ăn mà bỏ như vậy, sau này sẽ bị bỏ đói luôn đó. Rồi còn bị phạt ăn sâu nữa nha. Hả, nó xạo. Có bạn ăn nhiều, cái bụng to lên kìa. Đốm bỏ dở cơm như thế là không biết quý trọng thức ăn. Sau khi cơn bão đi qua,
Rất may là không làm thiệt hại về người, nhưng hầu hết các loại lương thực, thực phẩm cũng đã bị tàn phá nặng nề, làm ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ. Bọn trẻ thật là đáng thương. Mấy bạn không được ăn no mẹ à, nhìn mấy bạn đáng thương quá. Ừ, năm nào cũng có bão lũ, mỗi mùa bão trẻ em đều không có thức ăn. Con rất thương mấy bạn. Ngày xưa ba mẹ cũng phải trải qua những thời gian thiếu thốn như vậy đó. Sao ạ? Ba mẹ cũng giống mấy bạn. Ừ, khổ cực như các bạn vậy đó con. Chuyện dài lắm, sau này ba sẽ kể cho con nghe sao? Ba kể con nghe bây giờ đi. Ba còn nhớ sáng sớm ông bà đã phải ra đồng làm việc. Con có biết không, làm ruộng vất vả như vậy, nhưng mà tới mùa thu hoạch đó, gặp bão lũ là xem như mùa đó không có cơm đủ để mà ăn qua ngày. Con có thấy nó giống tình cảnh những bạn ban nãy hay không? Đốm có biết quý trọng thức ăn không? Có chứ mẹ. Vậy ai bỏ thừa bữa cơm tối qua ha? Con ít mà. Con bỏ thừa bữa sáng nay. Bữa trưa mẹ nhớ là con cũng bỏ hơn phân nữa. Con đã hiểu, từ nay con sẽ không như vậy nữa. Đồ chơi và chuyện tranh của con đâu hết rồi mẹ? Mẹ bỏ đi hết rồi. Nhưng tại sao? Do con ham chơi quá, không chịu lo học. Thầy giáo mới gọi điện thoại cho mẹ sáng nay, nên mẹ đã dọn hết, đem cho em Su Su của con rồi. Không biết đâu, sao mẹ không hỏi ý kiến con chứ? Ông chịu đâu, tranh đồ chơi và chuyện tranh cho con. Không nói nhiều, mẹ đã quyết định rồi. Bây giờ đi học nhanh lên. Con ghét mẹ, mẹ không thương con. Nè, con chạy đi đâu vậy hả? Đứng lại. Con ở nhà nữa, mẹ không thương con. Con ở nhà nữa, mẹ không thương con. Mẹ không có thương mình gì hết, mình không muốn ở nhà nữa. Dẫn mình tới đâu vậy ta? Anh à, em lỡ dọn hết đồ chơi và truyện tranh của con vì muốn nó học tốt hơn. Ai ngờ nó lại bỏ nhà đi. Bây giờ anh và em chia nhau ra tìm thằng bé. Khi thấy nó thì báo cho anh hay nha em. Sao nơi này bị quen vậy ta? Giống nhà mình hồi trước vậy. Em đi ngủ trước đi, để anh chăm con giùm cho em. Anh cứ đi ngủ trước đi, con nó bệnh như vậy sao mà em yên tâm ngủ được. Âu ơ dí dầu cầu giáng đóng đinh. Ủa, đó là mình hồi nhỏ sao? Con của mẹ mau chóng khỏe mạnh nha con. Nhìn con đau yếu như vậy, mẹ đau lắm. Mẹ mình thương mình như vậy, mà mình cứ nghĩ mẹ không thương mình. Mình hối hận quá. Anh thấy con chưa? Vẫn chưa. Cũng tại em mà con nó mới bỏ nhà đi đó. Mẹ ơi! Con có sao không con? Mẹ lo quá, mẹ xin lỗi con. Con cũng xin lỗi mẹ, con đã hiểu sai về mẹ. Thôi, con nó về là mừng rồi em. Con đói rồi phải không? Về nhà, mẹ nấu cơm cho con ăn nha. Con thương ba mẹ nhất trên đời. Ây, mình xin... Hôm nay, chúng ta sẽ có một bài tập về nhà rất là đặc biệt. Các em sẽ về nhà khắc một cục đá thành bất cứ hình nào mà các em thích rồi mang lên lớp. Cô sẽ chấm điểm cho nha. Thú vị thật. Mình sẽ khắc chiếc máy bay. Thích quá đi. Mình thích khắc tượng lâu lắm rồi nè. Vậy lát nữa học xong á, tụi mình cùng nhau đi kiếm đá nha.
chơi luôn. Cục đá này sẽ rất hợp với chiếc máy bay của mình đây. Mình sẽ lấy nó. Mình cũng tìm được đá rồi nè. Tai to tìm được cục đá chưa? Có hai cục đá này nè, không biết làm cái nào thì sẽ đẹp hơn ha. Hay là mang cả hai về đi, cái này làm ra đẹp hơn. Thì Dũng, được đó. Vậy mình sẽ mang cả hai về luôn. Mình nên chọn cái nào vậy ta? Thôi, chọn đại đá nâu đi. Hy vọng đá nâu sẽ đẹp. À, có chuyện gì vậy? Đau quá đi. Thôi chết, mình xin lỗi bạn nha. Mình không biết, mình chỉ muốn khắc bạn thành một hình đẹp thôi. Mình cũng muốn đẹp lắm, nhưng bạn làm đau quá, mình không chịu nổi nữa rồi. Nhưng bạn không chịu làm thì ngày mai mình không nộp cho cô được, mình sẽ bị trừ điểm đó. Mặc kệ bạn, đau lắm, mình sẽ không để cho bạn làm tiếp đâu. Thôi không xong rồi, như vậy mình sẽ không có bài nộp cô mất. Nè bạn tay tôi ơi, hay là bạn khắc mình đi. Nhưng mình khắc bạn thì bạn sẽ đau đó. Không sao đâu, mình chịu được mà. Bạn làm nhanh lên, còn đi ngủ, sáng mai đi học sớm rồi đó. Ừ, vậy mình khắc bạn nha. Bạn có sao không? Mình chịu được. Bạn làm chơi đi. Thật không ngờ là mình làm được 10 điểm luôn. Đá đen ơi, tất cả là nhờ sự quyết tâm không bỏ cuộc của bạn đó. Nhờ bạn mà bây giờ mình không còn phải là một cục đá xấu xí trong rừng nữa rồi. Vì công sức cố gắng của bạn, mình sẽ đặt bạn ở đây luôn. Thiệt hả? Nè, anh đá đen ơi. Chào anh đá nâu, qua giờ anh trốn đâu mất tiêu vậy? Tôi ở với tổ thôi, mà nè, cũng là đá với nhau. Anh thì được ở trên cao, được chăm sóc. Tôi thì ở dưới đây, phải nhìn anh như vậy nè. Là do anh chọn tôi mà. Ban đầu tay tôi chọn anh, nhưng anh vì đau mà không chịu được, bỏ đi chỗ khác, cho nên tôi mới có cơ hội giúp tay to đó. Thì ra là vậy á. Tôi và anh đều chỉ là những cục đá ở gian đường, được tay to nhặt về thôi. Tay to có ý tốt, muốn chúng ta được đẹp hơn. Tôi thiệt là ngốc mà. Chắc mẹ đang ở trong bếp, phải cẩn thận mới được. Đốm, tại sao con về mà không thưa mẹ? Thưa mẹ, con mới đi học về. Đốm, đưa sổ liên lạc cho mẹ coi coi. Lát nữa được không mẹ? Không, mẹ muốn coi liền bây giờ. Thông minh nhưng kém tập trung, hay nói chuyện trong giờ học. Đốm, con giải thích cho mẹ nghe coi. Con không muốn tập trung học bài lắm, nhưng mà con cứ bị làm sao á. Chân con không chịu ngồi yên, cứ ngồi được một lúc là nó lại cử động và đòi đứng dậy. Lúc coi tivi, chân con nó cũng cứ đòi nhảy thôi. Chưa hết đâu, đầu con nó cũng bị làm sao á. Bị sao? Thưa cô, con muốn đi vệ sinh. Thưa cô, con muốn đi uống nước. Đúng là con bị làm sao rồi. Con nhớ lại coi. Đốm ơi, vô nhà lấy cho mẹ cái khăn đi. Dạ. Con không biết tại sao con không nhớ được gì hết trơn á. Con có biết mình bị sao không? Chúng con bị sao hết. Con chỉ kém tập trung thôi. Bắt đầu từ hôm nay, mẹ sẽ ngồi học với con.
thông minh nhưng kém tập trung, hay nói chuyện trong giờ học. Con làm xong bài tập rồi mẹ. Chân và đầu con có còn bị gì nữa không? Dạ, còn một chút, nhưng mà con đỡ rồi. La 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 la. Ngày 10 tháng 1, hôm nay là sinh nhật mẹ mình. Mình phải làm gì cho sinh nhật mẹ đây? Hay là vào rừng hái hoa tặng mẹ ha? Đốm ơi Đốm, tụi mình đến rồi nè. Ừ, mấy bạn vào đi. Ủa, Đốm có chuyện gì vậy? Ừ, nhìn Đốm cũng thấy buồn buồn. Mình đang suy nghĩ. Có gì rắc rối hả? Bọn mình giúp được không? Hôm nay là sinh nhật mẹ, mình muốn tặng mẹ một chiếc bánh kem, nhưng mình không có đủ tiền. Mình cũng muốn giúp Đốm mà mình cũng không có tiền. Hay là mình vào rừng hái hoa, đem bán lấy tiền mua bánh cho mẹ Đốm. Ờ ha, sao mình đột nhiên ngốc như vậy không biết. Wow, nhiều hoa đẹp quá. Bán hết hoa này chắc chắn sẽ mua được một chiếc bánh thật lớn. Mau lên thôi, mình phải hái thật nhiều. Biết rồi, biết rồi. Nào anh em ta cùng nhau bán hoa lấy tiền đi mua bánh kem. Chào các cháu, muốn mua quà hả? Dạ, dạ không, thật ra tụi con muốn bán hoa. Hả? Bán hoa cho tiệm hoa? Các cháu giỡn mặt với cô hả? Dạ, dạ, tại con muốn mua bánh sinh nhật cho mẹ. Cô ơi, tụi con không có tiền đâu cô. Cô mua giùm tụi con nha cô. Tụi con phải vô rừng á, cực khổ lắm á. Cô ơi, giúp con đi cô. Thôi được, các cháu là những đứa trẻ ngoan, cô sẽ mua hết chỗ qua này. Hay ho, thành công rồi, có tiền mua bánh rồi. Sắp được ăn bánh kem rồi, đã quá. Dạ, tụi con cảm ơn cô rất nhiều. Bánh của mẹ. Thôi chết rồi, tay Đốm bị chảy máu rồi. Mau mau đưa Đốm về nhà đi. Đốm, tay con sao lại bị chảy máu vậy? Con bị té. Tụi con đi đâu sao bị té như vậy? Tội nghiệp Đốm của mẹ quá. Dạ, dạ, tụi con đi mua bánh kem cho cô. Trên đường về Đốm bị té. Mua bánh cho mẹ. Sáng giờ tụi con vô rừng hái hoa kiếm tiền mua bánh kem tặng cô đó. Đốm ngốc quá, mẹ không cần bất kỳ món quà nào. Đốm chính là món quà vô giá của mẹ rồi, Đốm biết chưa? Nhưng con Đốm khỏe mạnh và vui vẻ chính là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà mẹ nhận được. Con chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn các con. Thì các bạn sẽ làm gì? Mình chưa bao giờ có nhiều tiền hết á.
Mình cũng vậy. Trời, đẹp quá à. Họ nó ra vậy. Ê, đớp. Cái bóp này không phải của bạn. Mình nhặt được. Giờ sao? Nhặt được của rơi, trả người đánh mất. Đúng rồi. Mình trả lại cho người mất, có phải họ sẽ vui lắm đúng không? Bạn đã làm được một việc rất tốt. Thank you.
khủng long mẹ dưới tới nơi rồi kìa. Con khủng long mẹ đang nổi giận đó. Mẹ làm cho con đó. Con cảm ơn mẹ. Con rửa tay chưa vậy? Ngon quá. Mì hải sản đúng là tuyệt vời. Tôm nè, có cua nữa nè, mì, rau, cà rốt. Xong, bây giờ mình đi mua đồ thôi. À, phải nhờ tay to và bụng bự giúp mới được. Mà khét dữ vậy. Không biết có ăn được không nữa. Không biết ngon không. Nhưng chắc mẹ Đốm sẽ rất vui. Đúng rồi đó. Vì đây là tấm lòng của Đốm mà. Thôi, tụi mình về ăn cơm đây. Cảm ơn tay to và bụng bự nhiều nha. Không có gì. Chúc bạn thành công nha. Đốm ơi, mẹ về rồi nè. Trời ơi, cái gì vậy nè? Đốm. Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật mẹ. Con nấu món mì mà mẹ thích nhất nè. Chắc là không ngon, mẹ đừng chê mẹ nha. Mẹ sao vậy mẹ? Mẹ không sao. Mì của Đốm nấu ngon lắm. Thiệt hả mẹ? Mặn quá. Vậy mà mẹ kêu ngon. Mẹ thấy ngon vì mẹ cảm nhận được tấm lòng của Đốm đó. Cảm ơn con nha. Làm gì mà tập trung quá vậy? Tụi mình đang ôn bài. Sắp thi rồi, mình lo quá. Ừ hả? À, hay là tụi mình học nhóm đi. Được đó. Được đó. Nếu học nhóm thì tụi mình cần một nhóm trưởng. Hay, bây giờ mình chơi quánh xù xì đi. Ai thắng, người đó là nhóm trưởng. Đồng ý. Đồng ý. Chị bụng bự, nghe lệnh. Chiều nay 2 giờ tới nhà nhóm trưởng họp nhóm. Dạ, tôi lệnh nhóm trưởng.
chưa tới 2 giờ mà con. Dạ, con chào bác. Lần sau tay to và bụng bự đi sớm hơn nha, chờ nãy giờ. Thôi, các con lên phòng học bài đi. Học xong rồi xuống ăn trái cây nha. Dạ. Nè, bà này mới làm như vậy nè. Hai bạn hiểu chưa? Không hiểu, không hiểu. Hai bạn chậm hiểu à. Bài dễ như vậy mà không giải được. Ừ, hai bạn về đi. Mình cũng hôm nay một chung nữa. Tai to và bụng bự hôm nay không tới học hả con? Dạ, chắc hai bạn giận con luôn rồi. Sao hai bạn lại giận con? Dạ, tại vì con nóng nảy. Đáng lẽ con phải giúp hai bạn học tốt hơn. Con nhận ra lỗi như vậy là tốt rồi. Mẹ, có một cách để giúp con nè. Cách gì mẹ? Con qua xin lỗi các bạn rồi sẵn học chung với các bạn luôn. Nè, cái này chúng ta cần tích hợp. Trời, bó tay chấm cơm. Cô ơi, cho tụi con hỏi. Đúng giờ chưa cô? Bạn ấy làm cho tụi con tìm khắp nơi. Đã tới lúc chúng ta bắt đầu rồi. Bầu trời thật đẹp. Hôm nay là sinh nhật mình. Chúc đón sinh nhật vui vẻ. Này là sinh nhật đơm yêu. Này là bao quà mới sinh. Này là đơm ta luôn ngoan hiền, luôn luôn dễ thương. Chắc chắn mình sẽ có rất nhiều đồ chơi cho mà xem. Oh yeah. Đúng à, con ở nhà nha. Bây giờ ba mẹ ra ngoài và sẽ về vào lúc tối. Tạm biệt con yêu. Ba mẹ không nhớ hôm nay là ngày gì sao ta? À, vẫn còn mà. Alo, đốm hả? Mình bận rồi, bye bye. Chủ nhân của số điện thoại này đã bận ăn tiệc, xin gọi lại sau. Mọi người đã quên sinh nhật mình rồi. Chúc mừng sinh nhật đó. Xích qua, xích qua. 1, 2, 3. Tại sao chứ? Tại vì đốm làm cái gì cũng không cẩn thận. Đáng trách hơn là sai còn không nhận lỗi. Đốm biết lỗi rồi, nhưng đốm phải làm sao bây giờ? Hãy tự suy nghĩ đi nha. Sinh nhật vui vẻ nha con trai. Đây là sinh nhật đơm yêu. Này là bao quà mới sinh. Này là đốm ta luôn ngoan hiền. Chúc mừng sinh nhật đơm yêu. Con có tưởng mà người đã. Con xin lỗi vì những chuyện rắc rối đã xảy ra. Con không có cố ý đâu. Nhưng không biết sao con quên mất tiêu. Phải như vậy chứ. Nào, bây giờ thì thổi nến đi con trai của ba. Gọn gàng nha. Thôi, các con rửa tay rồi xuống bếp ăn bánh nha. Ba mẹ có đem bánh về nè. Dạ. Thì chúng ta sẽ không về được. Thank you.
chơi một mình buồn quá, mình qua nhà tay to chơi thôi. Đớm, con đi đâu đó? Dạ, con qua nhà bạn tay to chơi thôi ạ. À, con vẫn chưa xin phép mẹ mà, và còn chưa dọn dẹp đồ chơi của con nữa mà đi đâu? Dạ, con... Con mau thu dọn tất cả đồ chơi của con để vào chỗ cũ cho mẹ. Con sắp xong rồi, mẹ cho phép con qua nhà bạn tay to chơi nha mẹ. Con như vậy mới ngoan. Mẹ cho phép con qua nhà bạn tay to chơi đó. Nhớ về sớm ăn cơm nha con. Con cảm ơn mẹ, con đi nha mẹ. Tay to ơi, bạn ở nhà không? Mình và bụng bự đang chơi trò nấu ăn bên trong. Bạn vào chơi luôn cho vui. Có bụng bự ở đây nữa hả? Vui quá. Có đầu bếp và phục vụ rồi. Vậy đúng làm khách đến ăn nha. Ừ, được đó. Cho mình món ngon nhất nha. Món ăn tới rồi đây, đốm ăn đi, ngon lắm đó. Ngon quá, hai bạn giỏi ghê. Thôi, mình ra ngoài vườn chơi đi nha. Cũng được, vậy tụi mình thu dọn đồ chơi lại đi, rồi ra vườn. Thôi, từ từ chơi xong rồi cho dọn cũng được mà. Không được đâu, phải biết dọn dẹp ngăn nắp, như vậy mới ngoan. Đốm nói đúng đó, mẹ mình cũng bảo như vậy. Vậy thôi, hai bạn tự dọn đi, mình ra ngoài chơi trước đây. Là đàn ông ta không rửa chén, không dọn dẹp, không quét lau nhà. Vậy thôi, hai chúng ta cùng thu dọn đồ chơi đi. Không thôi, mẹ bạn về la đó. Ừ, cả hai cùng làm sẽ nhanh thôi mà. Mình để hai bạn đó dọn dẹp đồ chơi cũng không đúng. Mình cũng có chơi nữa mà. Thôi, mình vô phụ hai bạn mới được. Ủa, sao bụng bự quay lại rồi kìa? Chắc đã quên gì nên về lấy đó mà. Không phải đâu, mình vô phụ hai bạn để thu dọn đồ chơi đó. Bạn có nói thiệt không? Khi nãy bạn còn kêu không chịu làm mà. Giờ mình nghĩ lại rồi, chúng ta chơi xong thì phải sắp xếp đồ đạc lại chỗ cũ. Vậy chúng ta mau làm thôi nào. Thì chúng ta... Thì sao? Có sao không? Thì chúng ta sẽ không về được. Hả? Lại đây. Quái vật, ngươi là ai? Tại sao lại tấn công ta?
ta ở trong ngươi, ngươi là ta là ngươi. À, thì sao? Có sao không? Thì chúng ta sẽ không về được. Mẹ ơi, cái gì vậy? Quà của bà ngoại tặng Đốm đó. Thích quá, con cảm ơn mẹ. Con nhớ viết thư cảm ơn bà ngoại nha. Dạ. Mình đã chán dẻ rồi. Đốm thương, bà nghe nói cháu muốn trở thành họa sĩ khi lớn lên. Hy vọng cháu sẽ thích món quà này. Bà ngoại của cháu. Thưa mẹ, con mới về. Con đã gửi thiệp cảm ơn cho bà ngoại chưa? Dạ, dạ rồi. Ngoan lắm. Tại sao vậy? Vì con thích món quà bà tặng. Viết thiệp cảm ơn bà, đó là thể hiện sự biết ơn của con. Đó là điều nên làm. Nhưng mà con đã không làm mà còn nói dối mẹ nữa. Mẹ rất thất vọng. Đồ chơi của con sẽ bị tịch thu. Từ giờ tới cuối tháng, con sẽ không được nhận bất kỳ món quà nào hết. Thương kính, cháu cảm ơn bà vì đã tặng bút chì màu. Hôm nay mình được cô giáo khen đó, vui ơi là vui. Mình cũng được cô khen nữa, mà cô khen tay to gì vậy? Cô khen là mình lễ phép, vì mình gặp cô và người lớn ở đâu thì mình cũng chào hết á. Cô cũng khen mình giống y như tay to vậy đó. Vui ơi là vui. Bé ngoan bé biết vâng lời, là luôn lễ phép. Ý, bé màu vàng kìa. Con chào bác. Con chào bác. Ồ, bác chào các con. Ủa, sao Đốm không chào bác màu vàng? Bác bò vàng chạy qua nhanh quá nên mình không thấy. Hình như lúc nãy ra về Đốm cũng không chào cô giáo thì phải. Trời ơi trời, các bạn bày vẽ quá. Cô giáo ngày nào cũng gặp mò, chào làm gì? Vẫn phải chào Đốm à, vậy mới là lễ phép. Không chào cũng là lễ phép. Mình luôn tôn trọng và yêu thương cô mà. Tới nhà mình rồi, tạm biệt Đốm và bụng bự nha. Mai gặp lại. Tạm biệt tay to nha. Thưa ba mẹ, con đi học mới về. Thưa ba mẹ, con đi học mới về. Mẹ ơi, có gì ăn chưa? Con đói quá.
Sao đốm đi học về mà không thấy chào mẹ? Mẹ là mẹ của con mà, gặp nhau hàng ngày, chào hỏi chi cho mệt hả mẹ? Đúng là vậy, nhưng con đi học về mà không chào, mẹ buồn lắm. Mẹ đừng buồn, mẹ luôn ở trong này nè. Nhưng mà mẹ vẫn thích con chào. Con quên. Thôi, để mai nha mẹ, con đi coi phim hoạt hình đây. Làm gì mà mặt mày bí xị vậy con trai? Hôm nay mấy bạn ai cũng được cô giáo khen và cộng điểm thưởng. Chỉ có mình con là không được thôi. Vậy cô giáo có nói gì sao con không được cộng điểm hay không? Dạ, cô giáo nói tại vì con chưa được lễ phép. Ai nói? Bộ chào là lễ phép hả? Nói gì không đúng hả? Vậy theo đốm, cô giáo nói như vậy là đúng hay chưa đúng? Dạ, con hiểu rồi. Từ ngày mai, con sẽ lễ phép với tất cả mọi người ạ. À. Đúng rồi, đốm phải lễ phép, gặp tất cả người lớn đều phải chào hỏi. Có như vậy mới được yêu quý, con biết không? Dạ, thưa ba con đi học, thưa mẹ con đi học. Ừ, con đi học vui vẻ nha. Hôm nay mình được cô giáo khen đó, vui ơi là vui. Mình cũng được cô khen nữa. Mà cô khen tay to gì vậy? Cô khen là mình lễ phép, vì mình gặp cô và người lớn ở đâu thì mình cũng chào hết á. Cô cũng khen mình giống y như tay to vậy đó. Vui ơi là vui. Bé ngoan bé biết vâng lời, là luôn lễ phép. Ý, bé màu vàng kìa. Con chào bác. Con chào bác. Ồ, bác chào các con. Ủa, sao đốm không chào bác bò vàng? Tại bác bò vàng chạy qua nhanh quá nên mình không thấy. Hình như lúc nãy ra về đốm cũng không chào cô giáo thì phải. Trời ơi trời, các bạn bày vẽ quá. Cô giáo ngày nào cũng gặp mò, chào làm gì? Vẫn phải chào đốm à, vậy mới là lễ phép. Không chào cũng là lễ phép. Mình luôn tôn trọng và yêu thương cô mà. Tới nhà mình rồi. Tạm biệt đốm và bụng bự nha. Mai gặp lại. Tạm biệt tay to nha. Thôi ba mẹ con đi học mới về. Thưa ba mẹ con đi học mới về. Mẹ ơi, có gì ăn chưa? Con đói quá. Sao đốm đi học về mà không thấy chào mẹ? Mẹ là mẹ của con mà, gặp nhau hàng ngày, chào hỏi chi cho mệt hả mẹ? Đúng là vậy, nhưng con đi học về mà không chào, mẹ buồn lắm. Mẹ đừng buồn, mẹ luôn ở trong này nè. Nhưng mà mẹ vẫn thích con chào. Con quên. Thôi, để mai nha mẹ, con đi coi phim hoạt hình đây. Làm gì mà mặt mày bí xị vậy con trai? Hôm nay mấy bạn ai cũng được cô giáo khen và cộng điểm thưởng. Chỉ có mình con là không được thôi. Vậy cô giáo có nói gì sao con không được cộng điểm hay không? Dạ, cô giáo nói tại vì con chưa được lễ phép. Ai nói? Bộ chào là lễ phép hả? Nói gì không đúng hả? Vậy theo đốm, cô giáo nói như vậy là đúng hay chưa đúng? Dạ, con hiểu rồi. Từ ngày mai, con sẽ lễ phép với tất cả mọi người ạ. Đúng rồi, đốm phải lễ phép, gặp tất cả người lớn đều phải chào hỏi. Có như vậy mới được yêu quý, con biết không? Dạ, thưa ba con đi học, thưa mẹ con đi học. Ừ, con đi học vui vẻ nha. Mở cửa ra ngay, có chuyện gì vậy? Con có làm sao không? Đã quá. Ông xã ơi, ba đó
lên. Hả? Có chuyện gì vậy em? Đốm ở trong phòng mà không biết có chuyện gì, em lo lắng lắm. Đốm ơi, Đốm! Mở cửa ra đi con. Đốm! Đốm ơi, Đốm! Đốm ơi! Có chuyện gì vậy ba mẹ? Con đang làm gì vậy? Đốm đang bơi mà. Nhìn xem hồ bơi nhân tạo của Đốm nè, thích quá. Con làm ba mẹ lo quá. Muốn bơi thì đi hồ bơi, tại sao lại làm như vậy? Tắm nhanh để còn đi ăn cơm nào, ướt hết nhà rồi. Tớ cũng thích đi bơi nữa. Trời nắng quá, xả xuống nước lúc này thật là tuyệt. Ra đi với, ra đi với. Hôm nay chúng ta chỉ cần thuê hai chiếc phao, thật là đỡ tốn kém hơn. Tay to hả? Là sao? Ý mình là bạn ấy mặc như vậy á thì nổi trên mặt nước chứ cần gì phao. Bạn nói gì vậy? Mình sẽ cho bạn biết tay. Thuyền trưởng Đốm đây, thuyền trưởng vĩ đại nhất thế giới. Đốm, tại sao bạn lại vứt rác ở bể bơi vậy? Mà vớt lên đi. Đúng rồi đó, Đốm, bạn nên làm ô nhiễm nguồn nước và vi phạm quy định ở bể bơi á. Các ngươi, những tên cướp biển kia, không được có ý định xấu với thuyền của ta. Nếu muốn thì hãy gia nhập đội thuyền của ta, ta sẽ thu nhận. Đốm, bạn sẽ bị chú bảo vệ bắt phạt. Bọn mình không có chơi với bạn nữa đâu. Bạn là đứa trẻ hư. Bọn mình đi về đây. Đợi đã, chờ mình với. Các bạn chờ mình với. Sao lại về trước, để lại mình vậy? Bạn vẫn chưa nhặt đống cha lên kìa. Bạn hư quá. Rồi sẽ có người dọn vệ sinh tới dọn thôi mà. Có sao đâu, đâu phải lỗi của mình. Mẹ ơi, rác kìa. Cô giáo dạy không được xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường. Mẹ con mình dọn đi về nha. Dữ vậy? Trời ơi, chú khủng long á. Khủng long mẹ nổi điên lên cho coi. Bạn làm quá không à. Trời ơi, tự nhiên bấm nút mở trần nhà chứ vậy. Ê, khủng long bỏ chú kìa. Con này chạy dơ quá ha. Chạy chạy liền đi, nó tám cái là chết bây giờ. Con nít mà. Ê, cái gì ở đằng trước kìa?
Ê, lại đây coi nè. Đừng chọc lét mình nữa. Vừa nói là kiếm được liền. Hay quá à Đốm. Khẩn cấp, bụng bự, mau đến phòng kiểm sang. Khẩn cấp, bụng bự, mau đến phòng kiểm sang. Quà ơi quà, bao lớn nhanh để tao thu hoạch nhanh. Tiền về nhanh nào, la 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 la. Trời ơi, mùi gì mà khó chịu dữ vậy bác? Mùi thuốc hóa học thôi mà, mấy đứa làm gì ghê vậy? Thôi, đi chỗ khác chơi đi, mấy nhóc phiền quá. Đi thôi các bạn, những người tham lam rồi sẽ lãnh hậu quả thôi. Xì, bọn nhỏ này nhiều chuyện. Bác nông dân làm như vậy là không đúng đâu. Vì ngoài chợ đen có rất nhiều hóa chất độc hại chưa rõ thành phần, có thể gây tác hại không lường trước được. Sao khó chịu dữ vậy nè? Xin chào Tai To. Chào buổi sáng. Tối hôm qua mấy bạn có nghe mấy âm thanh kỳ lạ từ nhà bác nông dân không? Có. Nghe giống như là có con gì sổng chuồng vậy á. Chạy đi. Hả? Chuyện gì vậy? Trời ơi, đây có phải là bác nông dân không vậy? Chạy đi các bạn ơi. Hình như bác nông dân bị biến thành xác sống. Đây là quái vật gì rồi? Làm sao mà lại ra đến nông nỗi này nữa? Chắc là do thuốc hóa học đã ngấm vào người bác rồi đó. Mau chạy ra nhà mình đi. Mau chặn cửa lại. Cẩn thận, cú thanh súng mấy đứa. Hả? Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Tôi đang ở đâu đây? Nè, anh coi đi. Sử dụng chất hóa học bậy bạ rồi tự hít vô nên biến thành vậy nè. Tôi mà không tới kịp á, không biết hậu quả sẽ ra sao nữa. Trời ơi, không ngờ cớ sự lại thành ra như vậy. Thiệt xin lỗi mọi người lắm. Sau này á, tôi sẽ phải dùng những cách tự nhiên để nuôi trồng, bỏ hẳn ba cái chất hóa học, vừa hại môi trường, hại người dùng, hại cả người đứng phun nữa chứ. Bác nhớ đó nha, không thôi là mốt biến thành quái vật nữa đó cho coi. Để dép ngăn nắp chứ, sao mà để lung tung vậy con? Dạ. Yeah. Hôm nay có món thịt chiên. Mẹ nấu ngon như vậy, con phải ăn thật nhiều mới được. Phát hiện có kẻ xấu. À, bị phát hiện rồi. Dù là thử sắc. Ôi trời đất ơi, mau bắt hắn lại đi. Bác bò vàng có bị sao không? Tên này nguy hiểm quá. Con robot này đắc đuối rồi đấy. Công nhận robot mới của ba Đốm dữ thiệt á. Ấy, nhìn kìa, vừa nói là tối luôn rồi. Robot đang đi tuần tra kìa. Thank you.
người làm gì ta? Tên robot này đã tống đại ca ta vào tù. Hôm nay ta phải trả thù. Tên kia, giờ ta làm này. Con của ta ở đây. Đừng hòng ai chạy ra dọn. Robot à, bạn có sao không? Tôi không sao. Các bạn bao chạy đi. Tên này nguy hiểm lắm. Cũng được, chúng ta phải cùng nhau chống lại hắn. Đúng đó, vì mạnh đến đâu á cũng cần những người bạn giúp sức. Cùng sống lên nào mọi người. Đà... Trời ơi, đông quá biết bắn ai trước đây. Mục tiêu bị rơi chi, cơ hội đây rồi. Đồng đội, dù có mạnh tới đâu, không ai có thể thành công một mình được cả. Đúng rồi đó. Hôm nay mình sẽ cho hai bạn biết thế nào là một cầu thủ tài năng. Mình chắc hai bạn luôn, ai đá vào gôn nhiều nhất thì người đó thắng. Được thôi. Phải nhường bạn đá trước. Đau quá, xá là đau. Thôi thôi, mình nghỉ chơi, mình mệt quá à. Các bạn đá dở ẹt à. Đứng dậy đi, dậy đi. Chơi tiếp, mình sẽ chơi cả ngày luôn nha. Không được đâu, mình phải về. Đến giờ phụ mẹ lau nhà rồi. Ờ, mình cũng vừa nhớ ra, sáng chưa phụ mẹ đổ rác nữa nè. Cái gì? Những việc đó là việc của mẹ cơ mà. Mẹ bạn không bắt bạn làm hả? Có bảo mình cũng không có làm. Đúng vậy là không tốt đâu. Ba mẹ phải làm việc nhiều lắm. Đúng rồi đó, như vậy mới gọi là yêu thương ba mẹ chứ. Ừ, mình không có làm nhưng vẫn yêu thương ba mẹ mà. Ờ ha, cũng đúng. Không đúng, như vậy là ích kỷ đó. Ờ ha, cũng đúng. Mệt quá, kệ họ đi, giờ mấy bạn chơi tiếp với mình đi. Không, mình phải đi về. Ờ, mình cũng phải về đi rửa rác. Không chơi với bạn được đâu. Về thì về đi. Mình chơi một mình. Một mình. Đốm. Dạ, con. Cơm đã chín rồi. Đi rửa tay rồi ăn cơm con. Dạ. Ôi đói quá, đói quá. Mẹ ơi con đói. Ủa mẹ. Ủa ba, chén con đâu rồi? Bà Đốm giỏi quá. Ai phụ việc có đóng góp thì được ăn cơm thôi. Đốm vậy là không tốt đâu. Ba mẹ phải làm việc nhiều lắm. Đúng rồi đó. Hay anh đi dọn chén giúp em luôn nha. Mẹ, để đó con. Con xin lỗi mẹ vì con quá ham chơi. Đốm của ba giỏi rồi đó. Đây là chén của ba, chén của mẹ, chén của Đốm. Chia sẻ việc nhà không chỉ là trách nhiệm của mọi người mà còn là niềm vui, nhất là những người ta thương yêu đó con. Bụng bở, tê to à. Có chuyện gì mới sáng sớm lại lôi hai đứa mình ở đây vậy? Mình còn chưa tỉnh ngủ nữa nè. Mình vừa khám phá ra chỗ này đẹp lắm, nhưng chỉ buổi sáng sớm mới có thôi. Ôi, đẹp quá đúng rồi. Hai bạn thấy mình hay chưa? Đẹp quá, mình chỉ muốn ở đây thôi.
con không thấy nữa. Đúng rồi Đốm. Đốm, bạn ở đây hả? Mình đang ở đâu vậy? Sao lạ quá vậy? Toàn là băng không à? Không lẽ... Các bạn nhìn kìa, mặt trời thật đẹp. Đâu? Ừ, đẹp quá à. Các bạn nghe thấy gì không? Hình như là tiếng chim kêu thì phải. Không đâu, hình như là chim non đằng kia kìa. Em bị lạc mẹ rồi, mẹ em đi mất tiêu rồi. Em đói quá. Tay to, bụng bự, có gì cho em mấy ăn không? Mình có kẹo sô-cô-la nè. Em sao vậy? Em nhớ mẹ, tìm mẹ cho em đi. Nhưng mẹ em đâu? Mẹ em đi trước, em bị lạc lại phía sau. Mình giúp em ấy tìm mẹ đi các bạn. Bằng cách nào? Mình cùng nhau bơi về phía trước đi. Được đó. Mệt quá đúng ơi. Mình cũng vậy. Nhưng mình phải cố gắng đi tìm mẹ giúp em ấy đi. Tội nghiệp chim non, không có mẹ sẽ buồn lắm. Mẹ, mẹ kìa đi các bạn. Mẹ, mẹ. Con ngoan. Nhờ các anh chị này giúp con đó mẹ. Cảm ơn các cháu. Không có chi đâu cô ơi. Giúp đỡ người khác là việc nên làm mà cô. Các cháu thật ngoan. Thôi cô phải tạm biệt các cháu rồi để đi kịp thế đàn. Chào mấy anh chị nha. Dạ. Ôi, giúp đỡ người khác thật là thích. Ồ, mình bay được rồi. Thì ra giúp đỡ người khác là sẽ thành thiên sứ. Giờ mình đi đâu đây?